Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết, dù mới chỉ là đầu tháng 6, nhưng những tuần tới có thể sẽ quyết định cục diện xung đột ở Ukraine từ nay cho đến hết năm. Phát biểu vào tối ngày 4 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện tập trung ở vùng Donetsk, nơi lực lượng Moscow đang tiến lên đều đặn và khu vực này vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Như tờ Kiev Independent đưa tin, quân đội Nga đã di chuyển về phía Tây từ Bakhmut và Avdiivka, đã tiến qua hàng chục ngôi làng nhỏ để đến gần Chasovia. Về những nơi khác trên chiến trường, ông Zelensky nói tình hình ở Kharkov đã ổn định hơn và cảm ơn từng chỉ huy và binh sĩ vì đã tham gia vào nỗ lực này. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các bộ về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái. Ông nói thêm rằng những vũ khí này đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây khi phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí. Ông Zelensky nói, vào thời điểm mà chúng tôi đang mong đợi nguồn cung cấp pháo binh từ các đối tác, thì máy bay không người lái thực sự đã trở thành cứu cánh trên mặt trận. Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông Zelensky cho biết những tuần tới sẽ quyết định toàn bộ cục diện cuộc chiến mùa hè và thậm chí là cả năm nay ở một số khía cạnh. Ông Zelensky nhấn mạnh, cả về hội nghị thượng đỉnh hòa bình, đoàn kết thế giới trong vấn đề về Ukraine, mối quan hệ của Ukraine với Liên minh châu Âu EU, các vị trí tiền tuyến và sản xuất trong nước. Thưa quý vị, chuyên gia quân sự Andrei Marovsko nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành một kế hoạch chiến thắng gần Vovchansk ở vùng Kharkov. Ông Marovsko nói, gần khu vực Vovchansk, kế hoạch của quân đội Ukraine đã thất bại. Trong tháng này, các chỉ huy Ukraine đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị của họ tiến hành một chiến dịch thắng lợi nhỏ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, kế hoạch đó đã thất bại vì tuyến phòng thủ của chúng tôi mạnh hơn so với suy nghĩ của đối phương và trinh sát Ukraine đã sai lầm. Theo ông Marovsko, quân đội Ukraine đã từ bỏ kế hoạch và đang điều chỉnh nhiệm vụ chiến đấu cho phù hợp. Trong khi đó, ông Oleksandr Pavlyuk, tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết các cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu có sự tham gia của các quân nhân và thiết bị hạng nặng của Ukraine sẽ được tổ chức tại vùng Kiev, ở thủ đô Kiev. Thời gian tập trận kéo dài từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, với sự góp mặt của các đơn vị bộ binh, phòng không, chống phá hoại cùng nhiều thiết bị quân sự. Nội dung tập trận bao gồm các hoạt động thực hành chiến đấu và các nhiệm vụ đặc biệt của một chiến dịch phòng thủ trong bối cảnh đối phương đang tích cực sử dụng các loại vũ khí tấn công và các nhóm trinh sát. Tư lệnh Pavlyuk đã cảnh báo người dân Kiev về việc vận chuyển nhân lực và các phương tiện chiến đấu. Những cuộc tập trận kiểu này thường được tổ chức ở thủ đô của Ukraine nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ. Quân đội Ukraine cho biết hiện tại không có mối đe dọa nào về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công mới của Nga vào Kiev. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các vị trí của quân đội Nga ở Zaporizhia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài một máy bay chiến đấu Su-25 bị bắn hạ, Ukraine cũng để mất hai pháo tự hành M777 cỡ nòng 155mm, một pháo tự hành D-20 152mm và một pháo 2A65 M-STABE 152mm tại Zaporizhia. Trong bản cập nhật cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 18 tên lửa HIMARS và Under, hai quả bom dẫn đường Hammer và 41 máy bay không người lái của Ukraine trên các mặt trận phía đông. Trước đó, hôm 2 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn rơi hai tiêm kích MiG-29 của Ukraine chỉ trong vòng một ngày. Binh lính Ukraine cho rằng, mặc dù cuối cùng các nước phương Tây đã đồng ý phá vỡ các giới hạn về việc cung cấp xe tăng, tên lửa và chiến đấu cơ, hay mới đây là quyết định cho phép Kiev sử dụng vũ khí được cung cấp tấn công lãnh thổ Nga, nhưng việc cân nhắc quá lâu đã khiến Ukraine phải trả giá. Denis, một quân nhân ở Kiev đang rời khỏi mặt trận phía đông Ukraine, rất giận dữ về việc phải mất bao lâu để mỗi đợt cung cấp vũ khí của phương Tây đến được nước này. Binh lính này phàn nàn, luôn có chữ không đầu tiên, không có xe tăng, không có tên lửa, không có máy bay chiến đấu.
ám chỉ nhiều lần rằng các nước đồng minh phương Tây đã từ chối cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine hoặc đưa ra các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng chúng. Việc các nước phương Tây cân nhắc quá lâu đã khiến cho Ukraine phải trả giá đắt. Lời đồng ý gần đây nhất từ Mỹ và một số nước phương Tây sau cuộc tiến công và các cuộc ném bom gần đây của Nga vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã cho phép Kiev sử dụng các loại vũ khí tiên tiến được cung cấp hoặc sẽ sớm được cung cấp để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Washington và các đồng minh lo ngại về việc sẽ chọc giận Nga, bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không ít lần cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Ukraine hoặc phương Tây vượt làn danh đỏ. Tuy nhiên, Ukraine đã tuyên bố đẩy lùi các lực lượng của Nga khỏi các khu vực mà Moscow kiểm soát, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công UAV nhằm vào các sân bay, căn cứ quân sự, cảng biển và kho dầu nằm sâu trong nước Nga. Những hành động này đã khiến Moscow giận dữ, nhưng lại chưa đủ để sử dụng vũ khí hạt nhân. Lời đồng ý của phương Tây sau nhiều tháng Kiev kêu gọi, mặc dù là một tín hiệu tích cực cho Ukraine, song lại đi cùng với chữ nhưng. Nhà Trắng cho biết Kiev có thể bắt đầu sử dụng các vũ khí do Mỹ cung cấp cho các cuộc tấn công hạn chế vào trong nước Nga, nhưng chỉ ở những khu vực gần với phía đông bắc, khu vực Kharkov, nằm dọc theo biên giới. Các lực lượng của Nga kiểm soát khu vực này trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng sau đó đã rút khỏi đây sau cuộc phản công của Ukraine vài tháng sau đó. Sự đồng ý đi kèm với điều kiện của Nhà Trắng cũng được áp dụng với các hệ thống phòng không, pháo và tên lửa dẫn đường. Hiện vẫn còn lệnh cấm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa. Những vũ khí phương Tây khác hiện có thể được sử dụng để tấn công vào Nga, bao gồm 24 tiêm kích F-16 của Hà Lan được trang bị tên lửa tầm xa, cùng với các tiêm kích thời Liên Xô do Ba Lan, Slovenia, Slovakia và Bắc Macedonia cung cấp cho Kiev. Các phi công Ukraine sẽ sớm hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài suốt nhiều tháng qua để vận hành tiêm kích F-16 và có thể sẽ thực hiện các chuyến xuất kích đầu tiên trong vài tuần nữa. Cho đến nay, nhiệm vụ của họ chỉ giới hạn ở không phận Ukraine. Các tiêm kích này, cùng với một số chiến đấu cơ thời Liên Xô của Ukraine, sẽ tự do triển khai tên lửa hành trình, phóng tên lửa từ trên không Scaf do Pháp sản xuất. Anh chưa cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow, nhưng trước đó đã chấp nhận việc sử dụng các UAV để tấn công trên đất Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho phép Ukraine sử dụng các UAV Bayraktar tại đây. Mỹ, Anh, Đức và Na Uy đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống phóng tên lửa HIMARS và ATACMS được cho là có thể tấn công vào Crimea và các khu vực mà Nga đã sáp nhập. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Moscow bắt đầu sử dụng các hệ thống gây nhiễu điện tử tiên tiến để khiến các tên lửa do vệ tinh dẫn đường cùng với đạn pháo Excalibur dẫn đường bằng GPS của Ukraine hoạt động không hiệu quả. Việc phương Tây nới lỏng hạn chế vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga hầu như không phải là nhân tố thay đổi cuộc chơi. Quyết định của phương Tây được đưa ra sau cuộc ném bom dồn dập của Nga vào Kharkov cũng như các thị trấn biên giới khác của Ukraine. Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Trong những tháng qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trì hoãn việc huy động lực lượng do lo ngại phản ứng dữ dội từ công chúng. Điều đó khiến cho các binh sĩ đã mệt mỏi vì chiến đấu trong một thời gian dài không được nghỉ ngơi. Sự thiếu hụt về nhân lực cũng trùng với thời điểm nguồn cung vũ khí và đạn dược của Kiev cạn kiệt sau nhiều tháng phương Tây trì hoãn hỗ trợ.